Ngày 23 tháng 3, phiên xét xử 16 bị cáo vụ truy sát chém tử vong Mai Văn Quân, sinh năm 1966, tức Quân Xa Lộ, của tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc phần xét hỏi. Bước sang phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đọc bản luận tội các bị cáo. Theo đó, giữ nguyên quan điểm truy tố Võ Thùy Linh, 33 tuổi, cựu du học sinh, Lý Văn Tư, 45 tuổi, quê Tây Ninh, Hồ Thanh Phương, 36 tuổi và 10 đồng phạm về tội giết người. Các bị cáo Lê Thị Tuyết, 47 tuổi, cựu giám đốc công ty xuất nhập khẩu nông sản quốc tế, Phạm Nhật Nam, 26 tuổi, Lê Tuấn Vũ, 29 tuổi, bị truy tố về tội che giấu tội phạm. Đánh giá hành vi của các bị cáo thuộc nhóm bị truy tố tội giết người, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, họ đã phạm tội thuộc trường hợp có tính chất côn đồ và có tổ chức, tội phạm và hình phạt được quy định tại các điểm NO khoảng 1 điều 123 Bộ luật hình sự. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Thụy Linh và Hồ Thanh Phương tù chung thân, Lý Văn Tư, Nguyễn Tiến Minh Tài, Vương Vũ Hoàng, Nguyễn Ngọc Thạch mức án 20 năm tù. Các bị cáo Phan Thành Giàu, Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Duy Khải, Lê Võ Thành Phương bị đề nghị mức án từ 16 đến 18 năm tù. Đặng Quốc Duy, Lê Minh Tiến bị đề nghị mức án từ 12 đến 14 năm tù. Trong nhóm này, bị can Hồ Thành Đạt đã phạm tội giết người thuộc trường hợp có tính chất côn đồ, có tổ chức và tái phạm nguy hiểm tội phạm và hình phạt được quy định tại các điểm NOP khoảng 1 điều 123 Bộ luật hình sự. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Đạt mức án 20 năm tù. Cơ quan thực hành quyền công tố đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thị Quyết 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm 6 tháng, Phạm Nhật Nam 2 đến 3 năm tù, Lê Tuấn Vũ từ 2 đến 3 năm tù về tội che giấu tội phạm.